Ai về qua tỉnh Thái Bình, nhớ vào bài ít người bát ni nàn tướng quân ngồi đền thờ. Bài tướng Đông Nhung quê người trên Bạch Hạc ở qua vùng Phượng Lâu. Vào những năm trước đầu mà thế kỷ, năm 43 ghi trước công nguyên, có một người trinh nữ Thảo Hiền. Phường Lâu có nhà họ Vũ, thôn dòng nhỏ ra đây nổi danh nghề thuốc đông y. Sao trông được đi một đi người để cậy trông đi. Có một hôm sự lạ trong phòng nghỉ, đóa hoa mà sớm đợi trong truyền khắp mọi nơi. Ngày rằm tháng tám ơi, chúa bà giáng sinh ơi, thuộc hương họ Vũ là một mà biết ai vẫn chẳng thơ phú nào ê châu kém mai ngồi son nghề má vẫn mỹ miều vẫn trường thơ vui nào châu kém ai. Giang thế nữ thuộc hương vũ tộc mà trăm oanh giao châu, gặp vận đạo binh ơi giặc tù sát hại dân tình hôn. Xéo dày mà nhân nghĩa, hãy người hiền giết kẻ mà trung lương. Túi cơm mì giáo một phương mưa, ôm mì chân quân nghịch tặc mưa, tính ý đường lợi danh.
danh. Con sóng gió ơi bất bình nay nổi dậy, thương cha già lửa cháy mấy dầu sôi, phạm lương chàng đã qua đời, vì ta nhan sắc để cho người hạ. Làm lễ dâng nhang lấy vật bộ bái mười phương độ trì, tay dâng nhang để vẫn dù gì bài sai, bài sai đó chiều lù cũng nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang nghề tính chỗ măng chúc măng già măng tre măng nưa cơm làm cha và đúng đùa tiếng trống mê linh bất cờ cờ nghĩa cho bắt đi danh hàng đầu có vị từ đọc suốt đêm thâu. Ngày luyện tập giải dầu ba quân, quân tô định phách lạc hồn siêu. Tô định phách lạc hồn siêu, giặc nhà Đông An không còn một tên. Này nước Nam rộng lớn vẹn hòa. Chứng vương xuống chiếu người ra ban ơi, trẻ già trai gái không quên đi. Mà hào phú ơi, tôi xâm linh cứu trợ mà muôn dân qua trời đỉnh núi non phần người, nhìn xem phong cảnh thêm phần thanh tâm. Mà công chúa vốn từ xưa thường cổ mà anh linh qua cơn loạn lạc đau binh, nắng mưa đổ nát cung đình vắng thanh. Đời thuốc kiếm mà ra tay này cúi xin người xét nghi tấm lòng ở nay thù nhà nở nước mưa xa này.
cần tù nhà ước vần mà hưng long ơi trà trang sĩ anh hùng khôn kiêng chứng giám ơi cho lòng thiếp này. Giọt mưa rơi nắng chiếu ngàn cân gươm thề thuốc nắp cầm tay lầm y dầm khấn nguyện đất y dày trời cao lời trước án ơi lửa cắm thù giặc khán mà dục xôi thà rằng để không đội trời chung mọi gan giặc hán tế người thác oan. Giọt lè mà chưa chán phàm hương nghi chàng ơi có hay vì chàng đang sẵn ngươi để người hàm quan đi. Tôi rút phần nghỉ chiều mà quanh tay ơi chàng trang sĩ anh hùng về khôn tiếng chứng dám ơi cho lòng thiếp này. Lòng trẻ mà ngây thơ giết xong nghề đốt xác quân thù cánh nghe thanh nhẹ bước ngươi trời vừa dặn nửa đông nghe.